Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí về việc ghi nhận hai trường hợp ca bệnh thứ 29 và 30 mắc bệnh COVID-19 thuộc đoàn di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Lai Châu. Thông tin về ca bệnh, trường hợp số 29 LTK có mã số BN 970269, họ và tên LTK, năm sinh 1960, địa chỉ thường trú Bản Na Cơ, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi ở trước khi về địa phương, phường Yên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nơi cách ly tập trung cơ sở cách ly số 3, huyện Tam Đường. Yếu tố dịch tễ, công dân cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 3, huyện Tam Đường từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021. Kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính, lần cuối cùng ngày 20 tháng 10 năm 2021. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, công dân được theo dõi sức khỏe tại trạm y tế xã Bản Giang Cũ. Tại đây, công dân ở cùng phòng với 3 người là bệnh nhân có mã số BN 948148, BN 948230, BN 954202 được công bố trước đó. Từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, công dân về ở Lán Nương tại bản Na Cơ, xã Bản Giang cùng với chồng BN 948148. 948-230 được công bố trước đó. Trong thời gian ở tại Lán Nương có tiếp xúc với hai con ngày 4 tháng 11 năm 2021. 16 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, kết quả xét nghiệm mẫu gộp ngày thứ 14 sau cách ly tập trung cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với COVID-19. Công dân được chuyển đến Bệnh viện Phổi tỉnh cùng ngày và có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 7 tháng 11 năm 2021, có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp số 30, LVL, có mã số BN970300, họ và tên LVL, năm sinh 1986, địa chỉ thường trú Bản Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nơi ở trước khi về địa phương, xã Cây Trường, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương nơi cách ly tập trung trường quân sự tỉnh. Yếu tố dịch tễ, công dân cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh từ ngày 7 tháng 10 năm 2021 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính lần cuối cùng ngày 20 tháng 10 năm 2021. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, công dân được theo dõi sức khỏe tại trạm y tế xã Bản Giang Cũ. Tại đây, công dân có cùng phòng với hai bệnh nhân có mã số BN 948154 BN 954203 được công bố trước đó và ba người khác. Từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021, công dân về lán nương tại bản Giang để theo dõi sức khỏe cùng vợ cùng đi về từ Bình Dương. Sáng ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021, sau khi lấy mẫu xét nghiệm công dân đi về nhà có tiếp xúc với ba người trong gia đình là con, LVK, LVD và bố là LVV đến 16 giờ ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021, kết quả xét nghiệm mẫu gộp ngày thứ 14 sau cách ly tập trung cho kết quả nghi ngờ, kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với COVID-19. Công dân được chuyển lên bệnh viện phổi tỉnh cùng ngày và có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2